Hello, xin chào cả nhà. Thì hôm nay Sang sẽ quay giới thiệu lại cái hai chiếc kéo cắt cành trên cao. Này mới về thêm nè, hôm rồi thì Sang về bán hết rồi, thì hôm nay Sang về thêm hai mẫu. Tức là một cái mẫu này là cái mẫu bên tay trái đây nè, cái mẫu này của con cua Nishizaki ha. Thì cái mẫu con cua này thì nó sẽ bự hơn, cắt những cái cành lớn nhưng mà nó sẽ không có giữ được cái nhánh. Còn cái bên kia là nó tới 3 mét. Cái kia thì nó sẽ cắt và giữ cái nhánh. Thì cái này mình sẽ nói chi tiết từng cây một ha. Hai cái cây này nó sẽ có hai cái đặc điểm khác nhau, cho nên nếu mà anh em mua thì có thể là mua hai cây ha. Chứ hai cây này nó công dụng nói chung là nó sẽ khác nhau một tí xíu. Bây giờ Sang sẽ quay lại chi tiết từng cây một như thế này cho cả nhà xem ha. Giờ Sang sẽ giới thiệu chi tiết lại cho cả nhà, anh em nào đã chưa có xem video của Dùng Quẹt 4 hôm trước giới thiệu đó. Hôm nay Sang giới thiệu thì lý do là cái chỗ của mình nó không có được rộng rãi, cho nên là không có thể mà ra ngoài quang cảnh để mà quay cho anh em chi tiết. Nhưng mà cái này ở đây mình sẽ diễn tả thì nó cũng đủ gói gọn để chúng ta có thể hình dung ra. Đây thì cái chiếc kéo này á, nó cái này của mẫu ARS à, thì cái này nó sẽ kéo tăng đưa ra được 3 mét, 3 mét nha anh em. Hiện tại ở đây là nó sẽ là thu gọn lại là nó 1m8, 1m8 đó. Và chúng ta kéo dài ra được 3 mét. Thì mẫu kéo này so với mẫu kéo hàng mà Đài Loan, cái này nó hàng nội địa Nhật luôn, thì Đài Loan nó gần như là tương đương với nhau về cái kích thước cũng như là cái công năng, nó gần giống nhau. Nhưng về cái chất lượng nó, anh em sẽ thấy nó khác biệt cái chỗ là cái lưỡi, cái này lưỡi này của ARS, lưỡi cưa ở lưỡi thép này là thép Nhật ha, và nó có độ bén lâu, độ cứng tốt. Thứ hai nữa, những cái kết cấu này nè, từ cái ti kéo này nè ha, nó là thép tốt, nó sử dụng nó sẽ bền. Thì thường anh em sẽ hư hư là hư cái ti này, hư cái lưỡi này đó. Và cái ống nhôm này á là làm, họ làm rất là dày, chúng ta cầm lên nó có cái một cảm giác là nó nặng tay hơn, dù là nó nhẹ nhưng mà nó nặng tay hơn so với cái mẫu của Đài Loan đó. Rồi các cái khớp nối này cũng vậy, khớp nối nè ha, làm rất là dày dặn luôn em đó. Tăng đưa thì khi mà chúng ta bấm đây nè, chúng ta kéo ra ở đây trên này nó sẽ có cái lỗ nè, mỗi cái nấc như thế này nó sẽ có một cái lỗ đó. Thì chúng ta tăng đưa ra để chúng ta thí dụ như chúng ta muốn kéo dài tới đây đó, thì chúng ta để mức này, muốn kéo dài hơn nữa thì kéo lên nữa đó. Thì nó maximum của nó là 3 mét anh em, 3 mét ha đó. Mỗi cái là nó sẽ có một cái nấc như này, ống nhôm rất là dày đó. Và bên trong của cái này, cái lỗi bên trong đó là một cái thanh sắt 6 ly nè. Thanh sắt này 6 ly chứ không phải là sợi dây ha. Thanh sắt 6 ly rất là dày. Đó. Rồi, ở đây là nó có một cái hàm kẹp kế bên cái lưỡi lưỡi kéo nè. Bên đây là lưỡi kéo. Lưỡi kéo này bên có dụng cụ em bốn có bán để thay thế nha các anh em. Đó, có bán thay thế. À, còn đây bên đây nè, đó. Khi mình cắt vô thì cái phần này nó sẽ nè, khi mà nó chúng ta cắt nè nha. Thì cái phần này nó sẽ kẹp giữ cái nhánh lại. Còn bên đây là nó cắt đứt, còn này kẹp giữ nhánh lại. Thì trong cái mùa dịp này gần Tết này, chúng ta có những cây mai lớn đó, những cây hoa đào lớn anh em cần dọn, thì chẳng lẽ giờ mình bắt ghế nó gườm gà quá thì chúng ta sử dụng cái kéo này. Ngoài ra chúng ta có thể tỉa vườn tược nhánh cây này nọ, Tết đến chúng ta dọn nhà, dọn cây cối này ha, thì chúng ta cắt cắt cái này nó rất là tiện, chúng ta có thể đem nhánh xuống một cách dễ dàng. Thứ hai nữa là chúng ta có thể hái trái cây hoa quả ha. À, như thí dụ như cái này thì nó sẽ Sang đã test thử rồi, nếu có anh em hỏi là ba cái trái sầu riêng 3 kg được không thì xin thưa là không được, nó tầm khoảng 1,5 kg 2 kg đổ lại thôi. Tại vì cái phần này nè, cái phần má này nó bằng nhựa cho nên là cái lực giữ của nó chỉ có giới hạn, nếu mà nặng quá nó sẽ tuột ra, nó tuột ra chứ gì chứ á, nó không giữ lại được, tuột ra ha. Cho nên tầm khoảng 1,5 kg thì đổ lại thì ok. Ví dụ như trái xoài, những cái trái mà nó tầm ba lớn nè, tầm ký ngoài đổ lại thôi. À, lưỡi thì rất là bén. Thì cái này á, cái giới hạn của nó cắt á, là cái nhánh của nó chỉ tầm khoảng ngón tay cái, chúng ta lại đổ lại thôi. Bây giờ Sang sẽ cắt thử một cái gốc cây. À, cái này là cái gốc nha, gốc nó cứng hơn cái cả cái nhánh nữa. Nè, thì nó bằng ngón tay của mình đổ lại, tức là 15 ly đổ lại. À, bây giờ Sang cắt thử. Đây nè,
cái lực cắt của mình nó rất là nhẹ nè, khi mà cắt vô nè, đó ha, tết chúng ta cắt á nè, nó giữ cái nhánh cây của mình luôn nè, để mình đem xuống rồi ha. Đó, thì cái như Sang nói là nó tầm cắt khoảng 15 ly, nó là vừa, còn cái này nó quá lớn hơn của mình nè, cho nên là nó sẽ không có đứt lìa hết 100%. À, tầm 15 ly đổ lại. Cho nên cái cây này nè, nè, nó cắt đứt này ha. Cái cây này nè, cái mặt cắt rất là đẹp luôn. Ừ, nè. Cái cây này nó chỉ giới hạn tầm ngón tay cái đổ lại, để cho anh em hình dung ra. Cho nên là nó sẽ kèm theo một cái lưỡi cưa cho mình. Lưỡi cưa này là dài 18 cm. Nếu mà cái cành nó lớn quá thì anh em có thể là tháo cái lưỡi này ra. Nè, nó có chỗ tháo ha. Chúng ta lắp cái này vô. Tức là không phải tháo cái lưỡi ra, mà chúng ta có thể vặn ốc này ra, mà chúng ta gắn vô luôn. Sử dụng cũng được, không cần tháo lưỡi cũng được. Đó. Lắp cái này vô để mình ta cắt những cái cành trên cao mà nó dạng như cỡ gốc này, đó, cỡ nhánh này ha. Thì chúng ta có thể sử dụng bằng cái lưỡi cưa. Rồi thì cái cây này anh em hỏi giá một bao nhiêu? Giá của nó là 1.980.000. Đó, 980. Thì cái này Sang không có lối, là nếu mà khách hàng mới thì Sang sẽ lấy cọc trước, chứ không có bao ship, ở không có ship cost 100%. Tức là lấy cọc phí. Cây này nó khoảng, nếu mà phí ship nó khoảng 100.000, đi về nó là 200.000 đó anh em. Cho nên là mình sẽ lấy cọc khoảng từ 200.000. Rồi quay lại cái tay này, anh em thấy cái tay nó rất là dày nha, em thấy không? Dĩ nhiên hàng nào của đó, tiền nào của đó, nó đúc một cái nhánh nhôm rất là dày, dập chữ Make in Japan nè. Cái này á, nó không có chết một chỗ mà nó xoay nè, để cái cổ tay của mình khi mình thao tác á, đó, mình có thể xoay như thế này, thấy không? Dễ dàng. Nó có một cái điểm cao su hai bên nè, để khi mình cắt đây nè, nó mình giật mạnh tay á, nó không có bị đau tay. À, mọi cái này là đều bằng hợp kim nhôm hết ha. À, chữ ARS được dập nổi bên đây, rất là đẹp luôn. Rồi giá của nó là 1.980.000, nếu mà anh em chuyển khoản thì được reship. Đặc biệt khi ở trong cái video ngày hôm nay nè, hôm nay là thứ tư quá, anh em mua một cái cây kéo như thế này, Sang sẽ tặng cho anh em một cái len nhỏ chỉ giá là 158.000 đó, và chỉ áp dụng trong hết tuần này khi mua một cái kéo này ha. Đợt rồi là anh em có những anh em kia mua không có được tặng đó, đợt này anh em mua là được tặng là VIP luôn á. Rồi tiếp tục cái kéo này, cái kéo này nó sẽ to hơn em, kéo này nó cắt những cái nhánh to hơn ha. Đây Sang cắt ra, đây nó để trên này anh em thấy là 40 mm thì cái tầm cái này đổ lại cái này tới 50 rồi. Tầm cái nhánh này, cái nhánh này đó. Thì nói chung là cái lưỡi nó nhiêu đây, anh em đưa cái nhánh vô được là anh em cắt được. Dĩ nhiên là nếu mà nó nhánh bự hơn là đưa vô cắt không được rồi. À, đợt trước thì Sang đã mua bán một cái mẫu đó là một mét rưỡi, Sang thấy không đã ha. Mét rưỡi thì vẫn ngắn hơn cái 2 mét. Đó, bây giờ mình hôm nay Sang về cái mẫu 2 mét. Thì cái mẫu này nó là 2 mét á, maximum của nó là 2 mét. Cái phần này nó rất là dày nè, nên em thấy nè. Và nó dập nổi chữ Make in Japan hình con cua ở đây luôn. Cái này quá quen thuộc với anh em khi mình xem hàng bãi rồi ha. Đúc rất là dày luôn. Cái ti của nó nè, thì đây nó cũng là sử dụng là cái ti sắt ha, ti sắt hợp kim nhôm, ống nhôm rất là dày. Thì cái loại này nó sẽ không có giữ, nó chỉ cắt đó. Và cái tay anh em thấy cái tay mà tay cắt này nè, nó làm cái kiểu này để chúng ta cắt cứng mới được, chứ nếu như cái kia mà cái kiểu bóp như cái kia thì nó lực nó yếu lắm, còn cái này lực này nó mạnh. Và nó ở đây nó có một cái khoen để mình khi mình cắt á, mình làm cái cọng dây mình đeo ở trên cái vai của mình á, để mình giữ cái kéo, cầm như thế này giữ kéo nè, để mình cắt thì nó có lực cắt hơn nha. Nó không có cho dây nha anh em, lưới là không cho dây. Giờ Sang cắt thử nè, Sang cắt thử nè ha. À, bây giờ cắt thử cái nhánh này đi ha. Cái lực cắt nó nhẹ dữ lắm anh em ơi. Nó nhẹ hơn cái cây ARS nhiều lắm, tại vì cái tay cầm của mình á, cái loại cái thiết kế cái tay này nó khác.
nó cắt ngọt liệm luôn. Đây, đưa vô đây đây. Đó. Cái này chắc 40 ml hơn nè. Đó, thì đưa vô được thì cắt được cái này, nếu mình đưa chưa được thì có lẽ nó lớn hơn cái thân của mình, cái lưỡi kéo này anh em. Đây. Lớn hơn rồi, nó lớn hơn. Lưu ý với anh em á là khi mà chúng ta cắt á, chúng ta đừng có sợ là cái lưỡi kéo cắt không đứt. Cứ đưa vô và chúng ta dập mạnh ha, dứt khoát, đừng có sợ nó hư. Đó. Đừng có sợ cái hư cái tay kéo này, đừng có sợ nó hư. Anh em á, khi mà cắt mà cứ nương nương á, cái anh em lật như này nè. Khi mình cầm mình cắt mình lật vậy nè. Lật để cho cái nhánh nó đứt á, thì dẫn đến cái tình trạng là nó sẽ dễ bị mẻ một cái mảng lưỡi luôn á. Tại vì cái này nó cứng thì nó sẽ có một cái gọi là giòn. Đó. Cứ cắt dứt khoát ha. Là cái mặt cắt rất là đẹp, nhẹ nữa. Cái cây này thì giá của nó là 1.750.000 anh em. Giá 1.750.000. Và cái giá này á, là khi mà anh em mua á, thì chưa có phí ship, chuyển khoản sẽ được reship. Còn ship code thì anh em tự trả phí ship ha. Tự trả phí ship. Cái mã đặt hàng của nó đó là N155. Đó. Kéo các cạnh trên cao của Nishiraki con cua. Và cắt được tối đa là 40 và chiều dài của nó là 2 m. Rồi. Thì Sang giới thiệu xong hai cái kéo, anh em có thể tham khảo và đặt hàng ha. Gọi điện trực tiếp vào số hotline để trên màn hình. Sang cảm ơn và chào tạm biệt cả nhà nha.